Đây là quang cảnh bên ngoài một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 6, nơi mà danh thủ Luis Figo sẽ lưu trú trong thời gian ở Việt Nam. Ở thời điểm đó sẽ rất đông người hâm mộ đến để mong được gặp cựu cầu thủ của Real Madrid, Barcelona và đội tuyển Bồ Đào Nha. Luis Figo là một thần tượng của ba em và thật sự là đã truyền cảm hứng cho em nữa. Thế hệ của em thì thường nhắc đến Ronaldo nhiều hơn, nhưng mà nay là nghe tin Luis Figo đến thì em thật sự cảm thấy rất là hào hứng và em đã đến từ rất là sớm để chờ đợi chú ấy xuất hiện ạ. Đây là một cái cầu thủ có khả năng rồi gây dắt bóng rất là tuyệt vời, cũng là một cái tiền vệ cánh rất là huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha, và em nghĩ đây là một cái cơ hội để mình có thể gặp thần tượng của mình, và em đã sắp xếp thời gian đến đây, mặc dù là đợi đến nửa đêm luôn, đợi tới tận bây giờ luôn mà cái không khí đó nó vẫn rất là hào hứng, và em không ngờ mình có thể gặp thần tượng của mình sớm như vậy. Hy vọng là trong cái thời gian sắp tới là những cái chương trình của Tiger Swift Football đó em sẽ luôn theo dõi và em sẽ luôn đồng hành cùng thần tượng của mình. Figo sẽ ở lại Việt Nam trong vòng 2 ngày. Tại đây anh sẽ cùng các cầu thủ khác như là Rio Ferdinand, Drogba, Roberto Carlos, Park Ji-sung và thủ môn Đặng Văn Lâm giao lưu với người hâm mộ. Bên cạnh đó, các danh thủ sẽ trổ tài đá bóng với những cầu thủ bóng đá đường phố của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.